đi, menu đi. Hôm nay là anh dẫn khách khách mới tới ăn đó. Dạ. Đi, nhớ tới, khách tới, khách tới, khách tới. Xin chào, hello. Xin chào hai con gái. Mình ngồi đâu được ạ? À? Muốn ngồi đâu? Em ngồi đây đi. Ấm ba la, ấm ba la cháp. Khiêu vũ điệu mambo. Thì em luôn nghĩ là tất cả mọi người trên trái đất này không phải là người tốt. Đối với em ngày xưa nghe một câu nói tiêu cực, em sẽ nghĩ nó tiêu cực. Nhiều khi em bị cũng vì cái điều đó mà em trầm cảm. Và đôi khi em bước ra cuộc sống em cảm giác em không dám sống luôn. Không đi. Sống là chính mình. Sống là chính mình. Một kinh nghiệm, một kinh nghiệm. Ôm bà la chám. Chiêu vũ điệu mambo. Dùng ngực lên tên đấm xét. Sao còn dữ vậy? Anh đang định kêu mấy món nhẹ nhẹ để mà đợi mọi người khi mà tới á thì có đồ ăn luôn để đỡ đói. Thì anh chưa kịp kêu thì mọi người tới mình gọi món nha. Anh cũng có ăn ở đây cũng nhiều lần rồi thì anh có những cái món này mà anh muốn giới thiệu mọi người nè. Cơm cuộn ở trong nó có cá hồi được không? Đúng, rồi được. Cho anh chút xíu này ha. Thứ hai là cho anh cái mì lạnh này nha. Dạ. Đó. Với lại cái chả cá. Dạ, súp chả cá. Cái chả cá. Dạ, món người anh hay ăn là súp chả cá. Súp chả cá đúng. Rồi một lời khuyên chân thành là mình phải ăn cái da heo nướng. Ghê vậy. Nó có nhiều cholesterol thiệt nhưng mà nó có được cái là nó có nhiều collagen lắm em. Với lại cái thịt nào ngon vậy bé? Thì bên em có năm chỉ là ngon nhất. Năm chỉ. Cổ hoặc là nậm, nậm thì nó nậm heo. Nậm heo nó giòn giòn sực sực á. Nậm heo với năm chỉ ha. Cái là khi thấy phục thịt bò. Dạ. Ok. Bò thì em có dẻ sườn không? Đúng, dẻ sườn. Rồi, vậy đi em. Gọi cho hai chị soju mùi đào soju nhớ hay là mùi táo mùi thích ăn là mùi đega đega yogi tu seo yogi tu seo yo na na yogi tu seo ye ne ya ne 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 kozuma yo ya gomasumida ne okay ne Nói chung là hôm nay Thăng Bình mời nam anh và nam em tới đây. Mình ăn uống, mình lai rai, mình nói chuyện với nhau. Cũng như là mình chia sẻ, rồi mình hỏi thăm nhau vài câu đó, kiểu kiểu như vậy đó. Đó. Câu hỏi đầu tiên thì anh cũng muốn hỏi thăm các em. Là cho anh biết ai là nam anh và ai là nam em được không? Đẹp á, đẹp á. Theo như anh Hàn Quốc Tuấn thì ai là nam anh, còn ai là nam em? Nói thiệt, nghiêm túc là theo anh mà nhìn kiểu cách ngồi á thì anh nghĩ chắc bạn này sẽ là anh và bạn này sẽ là em đúng không? Tại sao cách ngồi phản ánh được điều gì ạ? Tại bạn em cá tính lắm. Nghe đồn bạn em cá tính lắm, lúc nào cũng bạn em kiểu muốn sao làm vậy. Đó. Không có kiểu thấy máy quay phải. Là tự nhiên nhất có thể. Sống là chính mình. Sống là chính mình. Nói chứ mọi người nói chuyện đi toilet hay được. Được, 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 được. Anh lại khẳng định em nữa, em chính là nam em. Chứ không ai khác. Bé dễ thương. Dạ. Yo, ôm bà la, ôm bà la chám. Chiêu vũ điểm âm môn. Là từ nãy giờ bà nam em gặp bạn ở trong gặp kia bạn, anh gặp bạn, à, bạn nên mây rai rồi, sương sương rai rai rồi mùa đông lại đến.
và hoa lại rơi giữa dòng mùa đông ấm áp. Anh em ơi, cho chị xin ly thật đó. Hiểu lắm. Anh ơi, nãy giờ em thấy có rượu quá trời, có rượu tại bà năm em ở đang có men trong người. À, chứ mình cũng phải, có nghĩa là coi như là nếu một bàn mà một người say mà hai người tỉnh thì nó bị kỳ đúng không? Cho nên mình cũng say ké để cho mọi người giống nhau. Trời, vô. Anh mời em. Vô. Sao vậy? Hai chị em này. Thật ra nếu mà uống đúng thì phải uống nhìn nè. Ê, để tôi làm thử coi. Anh làm thử không? Không. Em thấy mấy người Hàn Quốc hay là gì? Dạ. Đẩy từ má nè, đẩy mạnh vô. Đó. Có người nào mà nó lăn từ trên đây lăn xuống mà uống được không em? Chắc anh á. Em tập coi. Không được, đổ. Thật ra hôm nay á, anh có hẹn một người bạn nữa tới. Đang trên đường tới. Wow. Tại vì sao? Tại vì bạn này là cũng có một thời gian là bạn ấy sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Wow. Cho nên là mình đi ăn đồ Hàn Quốc mình phải rủ bạn. Wow. Đó, thì một chút bạn sẽ tới thì mình sẽ nói nhiều hơn về cái văn hóa và nhậu nhẹt ở Hàn Quốc nè. Bây giờ anh xin phép ăn miếng da heo nha. Chấm vô cái này đúng không bé? Dạ đúng rồi. Đây đúng không? Ngon lắm á. Tỉnh táo lại. Ăn tỉnh táo lại hả? À. Nhiều khi rượu ngấm vào bao tử rồi. À. Rượu vào rồi ra. Đúng rồi. Rượu vào là ra. Nhưng mà em cảm thấy khi mà uống rượu vào anh thì mọi người cởi mở với nhau hơn. Cái cuộc vui của mình trở nên nó thân thiện hơn. À, thật ra thì lúc nào anh cũng thân thiện, anh không cần rượu đâu. Ôi dạ. Dạ. Ngoài đồ ăn ra thì mọi người không biết Hàn Quốc là có rượu soju là ngon nè. Còn biết rượu gì nữa không? Rượu gạo. Rượu mơ là của Nhật Bản nha bé. Rượu mơ Nhật Bản. Tự nhiên thai quá. Thai quá. Cái gì? Làm bé quá hoang mang. Sao không dữ vậy? Anh nghe được câu nói đó của em nha. Nếu mà em đã nói được câu đó thì em còn tỉnh. Em còn rất tỉnh. Không, em tỉnh. Không biết. Thôi vô. Em mà làm ta đắm say. Ở Hàn Quốc á, người ta rất thích nhậu. Em biết tại sao? Tại vì nó xả được cái sự căng thẳng. Khi mình nói chuyện mình có tí men á, nhiều người nó không tốt, nhưng thật sự khi mình có men mọi người, mình được giải quyết những cái bên trong của mình á, thì phần nào mình sẽ tạo ra được cái serotonin ở trong não, làm cho mình cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn. Đó. Ngoài chuyện đó ra thì thời tiết. Yeah. Em có công nhận là mỗi lần em uống say vào nhiều, thì người em sẽ nóng hơn, nóng lên, tỏa nhiệt hơn. Hàn Quốc mà gọi là nước lạnh này. Nước rất là lạnh cho nên họ rất thích ăn những đồ nướng như thế này. Đúng. Và họ rất thích uống rượu và trò chuyện với nhau. Tại ngồi trên cái gần cái bếp than này. Được. Em muốn đi lần nữa. Ok em. Rượu ngọt làm ta WC. Bé nó dễ thương ha. Bé ok. Đó. Thì thật ra là cái việc mà người Hàn Quốc á, họ thích uống. Và họ cũng là một trong những nước nước mà cái văn hóa họ rất thích nhậu. Việt Nam mình cũng vậy. Cầm bè. Đó thì đó, rượu vào lời ra. Ladies and gentlemen, the signal car I will... Mokkoli.
Ladies and gentlemen, second hand, you enjoy muckling, muckling, muckling. Đúng ngập là ta đắm say. Không có nghĩa là anh phát hiện ra là điều là uống không? Những cái điều bất thường em làm rất tự nhiên. Có nghĩa là những cái điều mà bất thường em đang hay làm á, em làm rất tự nhiên là nó là từ trong con người em ra, chứ không phải là em đang cố tình diễn gì để cho người ta gây chú ý người ta, mà đó là từ con người em. Em chọn một cách thể hiện về con người mình như vậy, anh nghĩ đó cũng tốt mà. Em nghĩ nó là một cái nét đặc trưng riêng mà rất hay. Thật ra quan trọng là gì? Chúng ta có thể là sinh ra mà chúng ta không thể là người số 1 được, nhưng mà chúng ta có thể trở thành người duy nhất được. Chúng ta là phiên bản duy nhất, sẽ không có một cái bản sao, không có một cái bản nào mà giống mình ở trên thế giới này, đúng không? Đồng ý quá trời, đồng ý. Nhưng mà nếu mà nói như vậy á, thì anh hỏi nam em à, bình thường á, khi mà em được sống thật cái bản thân mình và em được làm những gì mình thích như vậy á, thì tất nhiên cũng sẽ có những ý kiến trái chiều. Thì những cái ý kiến đó nó có làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của em, ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của em không? Cho em xin trả lời câu này trước. Ok. Em bước ra xã hội có nhiều người nói em đó là không được bình thường. Thì cái điều đó làm cho em cũng phải suy nghĩ, mà mình bị hoang mang, đêm về mình phải trằn trọc mình suy nghĩ mà. Tại vì mình không biết cái điều không bình thường của mình là cái gì. Tại vì những cái điều mà tụi em làm đều xuất phát từ cái việc là em làm việc đó em thấy vui. Và cái việc đó không là ảnh hưởng gì tới người khác đó, mà xuất phát từ cái vui bên trong thôi. Nhiều khi em bị cũng vì cái điều đó mà em trầm cảm. Em cũng bị dạ. Bị người ta kiểu mà dị nghị về vấn đề tính cách của mình à? Dạ. Và đôi khi em bước ra cuộc sống em cảm giác em không dám sống luôn. Tại vì sợ khi mình làm bất kỳ một cái chuyện gì ra thì cũng sẽ bị phán xét hoặc là mình sẽ không được vui nữa, mà mình sẽ phải cố trở thành một người mà giống với người khác. Đó thì em cảm thấy mình cũng hơi bị ngột ngạt. Ôi dù ngọt làm ta đâm anh rất đây. Là hiểu cái tâm lý đó của em. Tất cả mọi người trong một cái nhà hàng nào đó đều mặc đồ màu trắng, và em lại mặc đồ màu đen đến cái nhà hàng đó, thì mọi người lại cho rằng em là người bất thường, không giống người ta. Vậy thì ngược lại, đến một ngày đó em lại mặc cái bộ đồ màu trắng, mà đến một cái nhà hàng ai cũng mặc đồ màu đen, vậy thì lúc đó ai là người bất thường, ai là người bình thường? Em vẫn là người bất thường. Vậy cuối cùng vậy là đồ màu trắng là người bất thường hay là đồ màu đen là người bất thường? Không ai bất thường, không ai bất thường. Đó, vấn đề ở đây chỉ là cái suy nghĩ của mỗi người và ở mỗi một hoàn cảnh khác nhau, cho nên là nó không phải là vấn đề của do con người em, mà là do vấn đề của những người xung quanh em. Anh nghĩ là mỗi người chúng ta sinh ra và chúng ta đang sống cho bản thân mình, chứ chúng ta không sống vì người khác, và chúng ta cũng không sống vì người khác. Tại vì nhiều khi mình sống vì người khác, người ta hạnh phúc, người ta thấy ok đó, nhưng mà mình không hạnh phúc thì nhiều khi mình sống cuộc sống mình nó cũng sẽ không có ý nghĩa. Cái chuyện mà mình ép mình phải sống với một cái phiên bản mà người khác mong muốn trong khi mình không thể, anh, nó giống như một cái địa ngục vậy đó. Đúng rồi, như vậy thì mình sẽ rất là khổ, mình rỗ tâm, mình stress nhiều, mình bị trầm cảm. Ok, hết đúng rồi thôi, cầm tê cầm tê. Mà nãy anh tính hỏi em có nên trả lời không? Đúng rồi, anh hỏi em đó, bây giờ đến em. Mỗi lần mà em bị những cái đó thì những cái ý kiến trái chiều tiêu cực đến em á, thì nó ảnh hưởng nhiều gì với em? Đầu tiên thì nó ảnh hưởng, sau đó là em học cách làm quen, và làm quen với điều đó, và cuối cùng là em vượt qua. Em vượt qua. Thì đối với em ngày xưa nghe một câu nói tiêu cực em sẽ nghĩ nó tiêu cực, còn bây giờ nghe một câu nói mà tiêu cực đến với em nghĩ là chắc người ta không hiểu mình, hoặc là chắc là do người ta không thích mình thôi. Có nghĩa là mình luôn có một câu trả lời cho những cái vấn đề tiêu cực xảy ra với mình, để mình không có để nó vướng vào cái cuộc sống mình quá lâu. Ngày xưa khi mà em bị trầm cảm á, thì em luôn nghĩ là tất cả mọi người trên trái đất này không phải là người tốt, không có ai quan tâm em, không ai hiểu em hết. Bởi vì em là người tốt nên em mới bị trầm cảm. Đó là suy nghĩ của những người trầm cảm, em nói thật. Cho nên và người ta mới chọn cách người ta rời khỏi thế giới này. Và người trầm cảm rất cần một người ở trong thế giới của họ để hiểu được họ đang cần gì. Tại vì thường cái năng lượng tiêu cực rất là khó để người bình thường có thể nói chuyện được với cái người mà đang bị trầm cảm. Bởi vì trầm cảm nó phát ra một cái nguồn năng lượng làm cho cái người muốn giúp đỡ họ cũng không thể nào giúp được. Rất nhiều người giúp đỡ người trầm cảm và sau đó người ta bị trầm cảm luôn. Đúng. Đúng. Chính xác. Tại vì sao? Tại vì cái năng lượng của cái người trầm cảm đó quá lớn. Yeah. Đủ lớn để lôi kéo cái người mà đến giúp đỡ. Đúng, để đúng, mà đúng. Đến với cái thế giới của họ luôn. Để thế giới tốt đẹp hơn thì chúng ta hãy ngừng phán xét người khác, và chúng ta hãy sống tốt phần của mình.
Thật ra em nghĩ cái cách mà để người trầm cảm người ta vượt qua nhanh nhất đó là đầu tiên là họ phải hiểu được rằng chính bản thân họ đang chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Không ai chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình bằng chính mình. Thứ hai là họ phải hiểu rằng là cuộc sống sinh ra là mình phải làm việc, mình phải lao động, mình phải có bạn bè, có người thân, có gia đình. Chứ không phải sinh ra mình ở nhà một mình chiến đấu với nội tâm của mình. Và những người trầm cảm chỉ có tự tìm cách vượt qua thôi, chứ không ai có thể giúp được. Em nói một câu rất chính xác là tất cả các bạn chỉ đang nhìn một cái thế giới ảo không có thật, để mọi người phán xét về cái thế giới thật này là mình là người thiếu may mắn. Thật ra người trầm cảm rất nhiều người giúp đỡ nhưng mà họ không có chịu mở cái lòng họ ra, nên là người ta giúp cũng không được. Và mình nên giải tỏa nó và học cách vượt qua bằng cách là đi chơi, nói chuyện, ăn uống, chơi với bạn bè và bước ra ngoài xã hội để mình cảm thấy là mình có một cộng đồng chứ không phải là mình đang cô đơn. Anh Nam em, khi mà em đã nói được điều đó thì em đã vượt qua được mọi người phải biết được rằng trầm cảm xong mình sẽ có những cái tác dụng phụ và mình phải chấp nhận để mình vượt qua. Đó là nó sẽ ảnh hưởng tới chỉ số điện giải của mình, ảnh hưởng đến thần kinh thực vật, và thậm chí là nhiều khi nó sẽ làm mình, thôi em không muốn nói, nhưng mà nó là những cái tác dụng phụ mà khi trầm cảm vượt qua rồi mình phải chịu trách nhiệm. Chứ mình không chối bỏ được. Nhiều khi có những lúc em mệt ngang ngược, em rất là nóng giận và em rất là muốn trầm cảm lại. Nhưng em nghĩ là nếu mình trầm cảm lại mình cũng không giải quyết được vấn đề thì thôi. Người ta có một câu rất hay, đỉnh cao của bi kịch là hài kịch. Bởi vậy mọi người thấy em cười, nói vui vẻ vậy thôi, chứ chính bản thân em cũng đang raise em lên để em không bị rớt xuống. Có nghĩa là cái vụn vỡ đổ nát ở trong con người mình nó đã quá nhiều rồi, cho nên là mình phải giải tỏa đó bằng những cái hành động mà mọi người nhìn vô, mọi người nghĩ là mình không bình thường. Nhưng mà cái điều đó nó khiến cho mình thoải mái hơn, nó khiến cho những cái độ nát của mình nó lành lặn lại một tí hơn. Dạ, đó đúng là không? Lý do nhiều người ta không hiểu em á, nên là người ta cứ nói là sao con bé này nó cứ ô về, nó cứ lố lăng, nó cứ vậy. Nhưng mà họ thật sự không hiểu là bản chất của mình là những con người gặp rất là nhiều cái bể khổ, và mình phải tự cười khi mọi thứ tiêu cực đến với mình, và mình chỉ khóc khi mình cảm thấy là nó giải tỏa được cái áp lực cho mình thôi. Sau ngày hôm nay anh cũng hiểu được về em hơn, và anh cũng hy vọng là quý vị khán giả nào mà vô tình cũng xem được cái chương trình của mình đó, thì cũng sẽ hiểu được về em nhiều hơn, và họ sẽ một phần nào đó họ thông cảm cho những cái hành động mà họ đang nghĩ là em khác thường. Có thể là mọi người không quan tâm mình nhưng mà mọi người biết thông cảm cho mình thì nó cũng đã khiến cho chúng ta có một cái suy nghĩ nó yêu đời hơn. Hello, hello mọi người, sorry mọi người vì đã tới trễ. Đây người bạn anh muốn giới thiệu đến hai bạn là Liz Kim Cương. Tại vì sao? Tại vì Liz Kim Cương là có một thời gian là sống và làm việc ở Hàn Quốc. Ui xinh quá. Đó, em cũng thích. Giới thiệu với Liz, đây là Nam Anh và đây là Nam Em. Hồi nãy giờ thì mọi người cũng đang nói chuyện nhiều về cái vấn đề về văn hóa rồi Hàn Quốc. Mới vào thì mình cũng phải có một cái social nhẹ nhẹ mời mọi người chứ không? Mình con bé. Quá trời. Em ơi cho đi cho. Trà đá. À trà đá hả? À, ok. À trà đá. Uống trà đá uống dữ vậy đó hả? Hay gì đi toilet 3 lần. Nói em cũng cho vui nè. Ok. Dầu ngọt rồi. Làm ta đắm say. Đó. Thấy không? Mình chỉ cần mình say chung thôi là tự nhiên là Nam Em đâu còn khác người đâu. À. Tại vì em tới hơi trễ, anh đói quá lần trước. Thấy hơi cạn nước. Ngon. À, nói đến đây thì Liz Kim Cương cũng là một người rất là vui tính. Oh yeah yeah. Có thể là kêu đó. Nãy lúc đầu anh vô anh cũng chưa lót được. Cũng hơi ngột đúng không? Tại vì cái CPU của anh nó chưa tiếp nhận được hạn thôi. Còn cái software này nó đang mới qua đang update quá hả? Mới qua nên anh phải update lên. Nãy giờ anh update 3 lần rồi. Thì mới bắt được nhịp á. Chứ không lúc đầu anh cũng đó. Bây giờ thì anh thấy bình thường. Chứ nãy anh vô anh cũng thấy nó cũng hơi phải lót tí xíu. Ơi nhiều khi mốt hành che ai đụng chuyện gì buồn cúng. Rồi, mình đang nói về cái vấn đề mà anh cũng muốn Liz cũng có một cái câu chuyện này. Tại vì thật ra Liz Kim Cương cũng là một cái người ở trong ngành giải trí thì cũng sẽ có những ý kiến trái chiều. Ví dụ giống như là lâu lâu mình lên mạng mình đọc được những cái bình luận tiêu cực về con người mình, hay về giọng hát mình, hay là về kỹ năng của mình,
thì những cái điều đó nó ảnh hưởng gì đến bản thân em không? Em sẽ thường chọn là mình muốn sống theo cái mà mình muốn hay là mình sẽ muốn sống theo cái cách mà người ta muốn. Thật ra em rất là thích đọc bình luận của mọi người. Giải trí đúng không? Có những lúc nó sẽ là giải trí, rồi có những lúc là đôi khi mình cũng sẽ không nhìn ra được thật những cái gì mà mình đang hạn chế. Thì khán giả là người họ sẽ rất là tinh mắt trong cái chuyện nhìn ra được những cái hạn chế đấy của mình. Đúng, cái đó đúng nhỉ. Nên là nếu mà mình đọc thì mình cũng sẽ biết là như mình đang dở ở chỗ này. Thì mình sẽ fix cái chỗ đấy ngay lập tức. Nhưng mà đấy là nếu mà nó phải hợp lý nha. Còn ví dụ có những cái mà họ bắt mình là nó sai bởi vì họ chưa hiểu rõ về mình ấy, thì mình sẽ không có nặng lòng nhiều, mình sẽ làm sao đấy cho bản thân mình tốt hơn mỗi lần mà mình xuất hiện để người ta hiểu được mình và nghĩ đúng về mình. Đây cũng là một cái ý kiến hay nha. Bây giờ là trong cái nhà hàng ngoài có người mẫu trắng và có người mẫu đen, thì bây giờ lại có người mẫu đỏ nữa. Đó là cái xã hội, cho nên là nếu mà lỡ chúng ta có mặc một cái màu áo mà nó khác người một tí xíu, chúng ta cũng không cảm thấy là mình là người bất thường. Đúng không? Thế lại có một điều là người ta nói là thời gian sẽ trả lời tất cả mọi thứ. Thì trước đây cũng có rất là nhiều người ta không hiểu em á. Người ta cũng ném đá, cũng bình luận tiêu cực á. Nhưng sao gần về đây thì họ bắt đầu hiểu được em lý do tại sao phải như vậy á. Thì bắt đầu họ bắt đầu thương mình hơn và đồng cảm với mình hơn. Và đôi khi em nghĩ câu chuyện của em sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng cho những người như em, và họ sẽ vượt qua được. Và em tin, em hy vọng rằng là em sẽ là bằng chứng sống để cho tất cả những người đang bị trầm cảm họ có thể vượt qua. Và em có nghĩ là sau này em sẽ tạo ra một cái tổ chức chăm sóc cho những người mà cũng bị trầm cảm, từng bị trầm cảm giống như mình không? Đó là cái mục tiêu của em. Và em nghĩ là người trầm cảm mà được nói chuyện với người đã từng bị trầm cảm thì họ sẽ cảm thấy là mình có người đâu. Hiểu mình. Không, mình không cô đơn. Mình không cô đơn. Tại vì trong cái thế giới của người trầm cảm họ luôn thấy mình cô đơn, mình lạc lõng, không ai hiểu mình. Chỉ một mình họ như vậy. Vâng. Thì em cũng muốn tạo ra một cái thế giới cho những người trầm cảm để họ một thế giới mới. Họ chia sẻ với nhau và được nói chuyện với những chuyên gia tâm lý. Nhưng mà không nói trước. Nói trước cũng mất công làm không được. Nam Anh có bao giờ bị áp lực là tầm ảnh hưởng của mình hay là cái sự nổi tiếng của mình không có đủ nhiều bằng em của mình, đôi khi có bị hơi tủi thân về cái điều đó không? Em thì trong quá khứ hiển nhiên em phải có cái chuyện mà suy nghĩ. Tại vì ở xã hội này, ví dụ như chuyện mà không là chị em với nhau thôi mà người này hơn người kia đã bị so sánh với nhau rồi. Tại vì em còn trẻ nên cái điều em trải qua chưa có cái kinh nghiệm để mà mình xử lý vấn đề, thì lúc đó mình hơi bị tâm lý. Nhưng mà dần dần thì mình có chiều sâu hơn, thì mình bắt đầu mình suy nghĩ nhiều hơn. Mà đặc biệt là thấy Nam em bệnh nhưng mà vẫn phải đi làm thì rất là thương, và chỉ mong là Nam em có đủ sức khỏe để làm việc. Thì càng sâu hơn nữa thì em suy nghĩ em làm nghề vì đam mê, chứ không phải là vì danh tiếng hay là vị trí hay là một cái mức gì đó mà phải giống người khác, mà mình cảm thấy là khi mình làm nghề cảm thấy hạnh phúc. Đúng. Như vậy là đủ rồi. Tuyệt vời. Và khi em suy nghĩ được điều đó thì cái tâm hồn của em nó rất là dễ chịu, và em nhìn cuộc đời bằng một màu hồng hồng hơn là ngày xưa. Rồi. Tức là cho bản thân mình tích cực hơn. Có nghĩa là đôi khi chúng ta sẽ nhìn lại đơn giản thôi. À, họ có những cái họ hơn mình ở một mặt nào đó, và bản thân mình cũng sẽ có một cái điều gì đó mình hơn lại họ ở một cái mặt nào đó khác. Và tất cả chúng ta sinh ra đều công bằng hết. Thật ra là hai chị em sinh đôi thôi, nhưng mà tính cách hoàn toàn khác nhau. Em thì ví dụ như em có bao nhiêu tiền em sẽ đẩy hết vô để làm sản phẩm vì đam mê của em cháy bỏng. Còn riêng Nam Anh sẽ nghĩ cái hậu về sau là như này, và Nam em nó làm hết rồi, giờ không có giữ cái hậu về sau rồi sau này. Rồi sau này Nam em phá sản thì về có Nam chị lo cho Nam đó. Em cũng là một sự hy sinh. Mà em chỉ sợ em lấy tiệm kinh doanh phá sản em mà sẽ thiệt mà. Cuộc sống mà đâu ai biết trước được đâu, nên là thôi. Dạ. Quan trọng là mình cứ làm những gì mà mình cảm thấy đúng với mình trong lúc này, và mình cảm thấy mình thích. Yeah, come back. Thật ra thì trong cái cuộc sống hiện tại, em thấy mọi người sinh ra giống như những chiến binh trong cái xã hội hiện tại. Mình vừa phải sống chung với Covid, mình vừa phải sống chung với những cái áp lực cuộc sống. Và mỗi người giống như một chiến binh, họ phải tự vượt qua những khó khăn của mình, thay vì ngồi đó chờ đợi người ta lại cứu. Come back. Ủa mà chị Lít, ở lúc mà chị học ở Minh Hà á, thì chị thấy là cái môi trường nó kinh khủng á. Nhiều người nói là làm nghệ sĩ bên Hàn Quốc cái áp lực người ta kinh khủng lắm á.
đúng không? Cái môi trường Hàn Quốc nó khắc nghiệt. Khắc nghiệt đó. Bởi vì đã từng làm việc ở bên đấy khoảng một thời gian tầm 6 tháng là dài nhất. Mà mình đã không chịu nổi rồi. Mình đã kiểu đòi công ty là không, tôi muốn về Việt Nam, tôi muốn về Việt Nam. Bởi vì là số lượng công việc thì nhiều. Xong rồi mình không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, xong mình kiểu cảm thấy mệt quá. Những cái lúc di chuyển để đi công việc, đứa nào cũng ngừng ngủ ngất trên xe bởi vì mệt. Mà không có thời gian để nghỉ ngơi, cũng không có thời gian để mà ăn uống. Trời ơi, chỉ muốn về Việt Nam, mặc dù là công việc lúc đấy bên Hàn đang rất là tốt. Bây giờ cũng nhớ, là nhớ đồ ăn Việt Nam này, nhớ gia đình rồi là các thứ, đầy đủ các thứ. Ở bên đấy thì mình là người ngoại quốc nữa nên mình đâu có thể nào mà được trọng dụng như là người của người ta được. Vô nè, cảm ơn. Cảm ơn. Ngon không? Đào. Ngon không? Thật ra thì em cũng có tí việc bận nên là em xin đi trước được không? Được. Ơi sẵn tiện em cũng xin đi ké xe được. Vậy thôi em chắc hai chị em đi trước. Đồng ý. Để không gian riêng lại cho anh chị. Để cái bill này để anh lo cho không sao hết á. À, đâu có biết mãi. Gì đâu. Đúng rồi. Tâm thiệp mời chuyên bàn. Thời gian nhiều gió đen. Sao em thấy hai chị em, nam em, nam anh sao? Thấy vui không? Em thấy họ khá là vui tính. Tự nhiên. Nói chung là không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Mình cứ thoải mái là bản thân mình. Kiểu dễ thương mà, có nghĩa là tại vì nhiều khi mình xem chương trình mình thấy ôi sao cái cách của tham gia chương trình thì cách diễn của cổ lạ quá ta, mình tưởng là cái cách diễn lạ nhưng mà không phải, con người ta vậy. Con người ta vậy thật. Bây giờ mình gặp mình hiểu hơn, mình thông cảm hơn, mình thấy dễ thương. Nhưng mà quay lại á, câu chuyện ngày hôm nay á, là theo anh biết nha, Hàn Quốc á là mọi người có công việc, mọi người cũng sẽ hẹn nhau đến quán ăn, mời rượu nhau, xong bàn công việc, nói chuyện, uống với nhau mấy ly. Thì coi gần như là cái văn hóa nhậu của họ đó, gần như là văn hóa luôn rồi. Em có bao giờ nghe kể về cái điều đó không? Em thì em thấy là cái tửu lượng của con gái của Hàn Quốc rất là cao. Bởi vì là có thể là do những cái khu mà để cho họ vui chơi ấy. Thì là hầu như là những cái quán về đồ nướng. Và người Hàn Quốc họ ăn đồ nướng cực kỳ nhiều bởi vì họ thích ăn thịt. Họ cực kỳ thích ăn thịt. Nên là hầu như là anh đi đâu anh cũng sẽ thấy là họ cực kỳ thích ăn thịt nướng. Thế nên là thịt nướng thì thường lại phải là phải có cái gì nhâm nhi chung thì luôn luôn là ăn thịt nướng là sẽ phải có rượu soju hoặc là makgeolli đấy. Rượu gạo để mà vừa ăn thịt vừa uống rượu thì nó rất là đã, mà cái này thì họ mình uống hôm sau mình không bị mệt. Nên là tại sao mà người Hàn người ta uống rất là nhiều. Mà gần như là người ta uống mỗi ngày nên là tiểu lượng người ta vừa luôn. Cao mà nó thành một thói quen luôn. Xong rồi từ từ thành một cái văn hóa chung luôn. Đúng rồi. Xong rồi anh nghe nói là có một cái loại cách uống nữa. Đó. Đó. Bây giờ thành lốc xoáy. Đó, thấy không? Là bây giờ cứ thế đổ vào thôi. Đổ vô thôi. Thì cái này là bên em để tủ đông 52 độ, khi mà đặt lên là nó sẽ có tuyết một chút xíu ở trong. Nó hơi có những cái hạt tuyết tuyết nè. Đó. Đó anh thấy không? Đó. Ồ. Sô chu tuyết. À, thôi, vô. 1, 2, 3, cơ bề. Cái này, cái cơ bề đó nè. 2, 3, cơ bề.